Mến chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay cô và các em cùng vào tiết luyện từ và câu tuần 21 với tựa bài Mở rộng vốn từ, từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Nội dung bài hôm nay gồm có 2 phần. Phần thứ nhất, mở rộng vốn từ, từ ngữ về loài chim. Phần thứ hai, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Cô có một số loài chim như trong hình. Bây giờ chúng ta cùng nhau gọi tên chúng nhé. Đây là chim cánh cụt. Vì cánh của nó cụt nên mới có tên là chim cánh cụt. Đây là chim bói cá. Nó chuyên bắt cá dưới nước, dưới biển nên nó mới có tên là bói cá. Loài chim tiếp theo, các con cùng nghe tiếng hót của nó và đoán đây là loài chim gì nhé. Đây là cú mèo. Đây là chim gõ kiến. Vì đây là loài chim thường dùng mỏ gõ vào thân cây để bắt những con kiến. Đây là chim sâu. Với tên của nó là quạ. Còn đây là một chú chim rất xinh đẹp đúng không nào? Tên của chú gắn liền với bộ lông của nó, đó chính là chim vàng anh. Vừa rồi chúng ta cùng xem và gọi tên các loài chim. Bây giờ cô trò chúng ta cùng làm bài tập có liên quan đến những chú chim này nhé. Chúng ta cùng đọc yêu cầu nào. Xếp tên các loài chim vào nhóm thích hợp. Cô có 3 cột. Cột 1 gọi tên theo hình dáng. Cột 2 gọi tên theo tiếng kêu. Cột 3 gọi tên theo cách kiếm âm. Ở cột thứ nhất gọi tên theo hình dáng sẽ có chim cánh cụt. Vì người ta sẽ dựa vào đặc điểm hình dáng của nó. Ở cột thứ hai gọi tên theo tiếng kêu, có loài chim tu hú. Vì nó là loài chim có tiếng kêu giống với tên gọi của nó. Ở cột gọi tên theo cách kiếm ăn, có loài chim bói cá. Các em hãy tiếp tục xếp các loài chim còn lại vào nhóm thích hợp và tìm thêm một số loài chim khác nữa nhé. Cô xin giới thiệu các em thêm một số loài chim nữa sau đây. Đà điểu, vẹt, bồ câu, đại bàng, chèo bẻo, họa mi, chìa voi, hiên nga. Như vậy, qua bài 1, các em được gọi tên các loài chim theo 3 nhóm: hình dáng, tiếng kêu và cách kiếm ăn. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài tập số 2 nhé. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau. A. Bông cúc trắng mọc ở đâu? B. Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? C. Em làm thẻ mượn sách ở đâu? Đối với câu A, trong câu này có từ để hỏi ở đâu. Để trả lời cho câu hỏi này, các con giữ nguyên cụm từ bông cúc trắng mọc. Cụm từ ở đâu sẽ được thay thế bằng cụm từ chỉ nơi chốn phù hợp với câu hỏi. Cô ví dụ, bông cúc trắng mọc ở bên bờ rào giữa đám cỏ dại. Các em lưu ý, đầu câu viết hoa, kết thúc câu đặt dấu chấm.
Tương tự như vậy, các em sẽ trả lời câu hỏi D và C. Vậy muốn trả lời câu hỏi ở đâu, ta dùng các từ ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn. Vừa rồi, chúng ta vừa tìm hiểu về cách trả lời cho câu hỏi ở đâu. Vậy khi đặt câu hỏi có cụm từ chỉ địa điểm, nơi chốn, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Chúng ta cùng nhau sang bài tập số 3. Bài 3, đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau. A. Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường? B. Em ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái. C. Sách của em để trên giá sách. Cô sẽ hướng dẫn các con làm câu A. Các con có biết cụm từ chỉ nơi chốn trong câu này là cụm từ nào không? À, ở cụm từ chỉ nơi chốn trong câu này là ở phòng truyền thống của trường. Để đặt được câu hỏi này, chúng ta giữ nguyên cụm từ sao chăm chỉ họp và bỏ cụm từ ở phòng truyền thống của trường. Thay cụm từ chỉ vị trí trong câu A bằng từ để hỏi ở đâu. Cô ví dụ, sao chăm chỉ họp ở đâu? Và các con nhớ, khi đặt câu hỏi có từ để hỏi ở đâu, ta luôn đặt ở cuối câu hỏi. Khi đặt câu hỏi, đầu câu viết hoa, cuối câu đặt dấu chấm hỏi nhé. Tương tự ở câu B và câu C, các em sẽ dựa vào như cách làm ở câu A. Khi muốn biết địa điểm, nơi chốn của ai đó, của một sự việc gì đó, ta dùng cụm từ ở đâu để hỏi. Bài học đến đây là kết thúc. Các con hãy về nhà xem lại bài và làm vào phiếu cho cô nhé. Cảm ơn các con cùng tham gia với cô trong buổi học hôm nay.